mình là Thanh, năm nay 25 tuổi. Trong năm nay, Thanh sẽ chinh phục thử thách 1.000 cây số trên 4 sa mạc khắc nghiệt nhất thế giới và trở thành người phụ nữ Đông Nam Á đầu tiên làm được điều này. Nhân dịp ngày 8 tháng 3, Thanh muốn mời các bạn nữ tham gia một cuộc thi ảnh để nhận được phiếu giảm giá từ hãng thể thao Salomon. Các bạn chỉ cần chụp ảnh của mình trong khi đang tham gia các hoạt động thể thao hoặc trong quá trình rèn luyện để vượt qua giới hạn thể chất. Sau đó tag Thanh Vũ, cô gái chạy vòng quanh thế giới trên Facebook hoặc trên post trên Instagram. Và đến cuối ngày 12 tháng 3, mình sẽ thông báo với các bạn may mắn nhận được giải thưởng. Chúc các bạn một ngày quốc tế phụ nữ vui vẻ và đầy ý nghĩa.